sau này chưa là nước này nước quá nhiều nhiều thì ta đấy cứ cố gắng mà tắt ngọc chờ nước sông.
việc chi báo kịp. Còn tôi thì đem màu cá mình xuống thì làm ít màu đỡ ngày mai mình nhậu gai đai kia chứ. Thank you.
hôm nay tại cái bàn ấy chị, em hấp cơm này. Tôi làm ơn. Nó làm được không chứ? Nó thua lắm, nó phải dày vậy nó mới đẹp. Chưa biết thế nào, chứ mà về việc xếp giấy là tôi thấy đơn vị Tuy Phước xếp giấy vào chén là rất đẹp. Sao làm gì đấy? Ừ, xéo ra. Ui, tiền đâu hết rồi. Này, sao chị nghe bước ra này, lên cái này đi. Hấp cỡ rồi. Hấp ra rồi, hấp ra rồi. Còn bình đâu cái bếp bà không ở dưới đây còn đây. Chúng tôi đi bình chọn ảnh mời hết đồng bào. Rồi khán giả ở bên ngoài. Đỡ sửa sửa cái. Dày mà kéo nó dày mà làm bên nào cũng nậu nè mà trời. Mời hết ra ngoài cái ranh giới của trại chúng tôi. Để cho các quý vị. Đừng. Phù Mỹ đã bê hoa lên rồi. Chưa biết thế nào nhưng mà rất đẹp. Chứng minh được món này. Tuy Phước có một nái chuối bằng mật tươi. Đây là một cái món dân gian tôi thấy là cũng khá thú vị. Mực tươi mà biến thành nái chuối. Nái chuối là mực tươi. Quy Nhơn khán giả chúng ta đang làm báo cáo về thư ký kìa. Phù Mỹ đã xong. Mày mời ra ngoài. Chúng ta đứng có thứ tự ở ngoài thì dễ xem. Và nếu chúng ta đứng ở trong như thế này là đó, nữa ra ngoài là phải đứng xong người ta. Mỗi một bàn thì mỗi một cái đơn vị chúng ta cử người. Cử người là báo cáo cái sản phẩm của mình. Tuy Phước, Phù Mỹ xong. Còn các sẽ bé là người hành hơn. Đấy, em bé là người hành hơn. Thế thì bây giờ các đồng chí cái bộ phận mà trật tự của ban tổ chức là được phân công đấy. Là mời mời tất cả, nhất là cái chỗ cái Phù Mỹ đấy. Phù Mỹ hiện nay tôi thấy là cái chỗ đấy. Mà lát nữa mà coi như đến đây trực ở đấy nếu mà chấm thi mà tự nhiên thấy hơi nhiều nhiều là chúng tôi cũng thường nghiệm đấy. Cảm nhận được sự mềm ngọt của mực, hòa quyện với cái ngọt thơm và béo của thịt heo, và cùng các gia vị để kèm một lượng protein, vitamin A, vitamin B và chất béo khoáng chất cần thiết cho cơ thể đã được đáp ứng một cách nồng ấm. Một món gỏi ốc tuyệt vời của quê hương thuộc ấp của chúng tôi. Ốc không chỉ là món ăn có nhiều tác dụng, món ăn ngon mà đây là còn một món ăn có nhiều tác dụng. Một món ăn bằng chất bổ dưỡng, có tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa,
ăn nước ép là bạn bất quyền. Chính vì thế, nó đã trở thành một món ăn khoái khẩu của nhiều người. Những người vô căn không thể bỏ qua món ăn này. Đồng thời đây là một món ăn thể hiện ngày lễ, văn hóa thể thao, văn hóa truyền dẫn ở Bình Định lần thứ 8 năm 2018 và chúng tôi muốn gửi gắm vào món ăn này. Miếng cát có tiềm năng kinh tế của vùng nước xả hai và nguồn lọc thủy sản làm sản tôm cá rau câu dọc đường quốc lộ BT 639. Mời quý